Ông có chủ trương quốc tình vừa khuyến khích đại doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết đến cân sần đã khai quảng với đảm quốc định tuổi tùa và chống bắt giá trị hàng bồi lòng hàng hẹn ốc. Chủ liên kết mới liền mò đường Hà Giang, quân bèo của hợp tác xã cắt lý để cân dần chủ xã Tuân Hòa, huyện Vị Xuyên đã cấp đang lên đơn để dừng cách chống bắt được ích hạ cả thông bực. Vậy liên kết hệt ốc Long Hàng, Long Pa ở thú ngân thú cấp bán vừng, hợp tác xã cát lý xã Tuần Hoa huyện Vị Xuyên đối ngành nghề buôn bản, le liệt mò nửa, hệt lé long đồ kinh từ nửa mò, đã giảm chống ngẳng tí mân, hệt mô hình liên kết để cân dân xã Tuần Hoa và liền biểu mò lương Hà Giang, Long Pa hợp đồng bàn thoản. Dựa trên nguyên tắc là gia đình đấy là phải có đối nguyên tắc lé lên hẳn phải mi cân hệt viết tay thong lé phải mi chơi ái liềng mò tay tham lé phải mi đinh phải púc nhà liềng mò chăm sóc bò Pa Tao Cón, hợp tác xã cát lý đã ao hà thiếp tú mò hà lý lươn dân liềng số mò này đã đầy kiếm cha hôm lèng tây đươn mỗi tua nắc áng thong bồ hà thương thám bồ liềng sang đời tham bươn hợp tác xã sẽ thử lại tú mò này. Tao lăng trừ bài thưởng số cân nắc tao cón, lấy tăng lại số cân nắc khẩn của tú mò, cân dân sẽ đẩy hưởng đối giá từ chết thiếp thân bác xiên mùi cân. Cân dân sẽ mới ngân thu từ sốc thân chết chiều mừng, tao lăng mù chác liền mò. Nhận liền mò ở hợp tác xã cát lý, tao lăng mới thêm ngân choan, lấy khỏi sẽ liền lai hơn. Nuôi nhiều hơn. Phải đảm bảo mô hình liên kết này hết đầy đầy mạc, hợp tác xã cát lý đã bảo đới đơn vị chuyên mưa liềng toi tua, thú y, khai ốc tập huấn, kỹ thuật liềng mò bèo, cách phong chay cấp gia bình, đới mùi long bình hay bên rú mò. Chúng tôi sẽ xây dựng đâu đó rời tầm khoảng 2 đến 3 trại kỳ. Bọn khỏi sẽ hết áng thòng thân tham trải mô hình điểm, vậy ở tăng lái cân khứ này tham chồng, lai trải này, vậy thon các thịt theo lai mô hình hẳn. Từ những cái trại gần đó đến để thăm ở những cái trại này là chăm sóc nó tốt, chăm sóc nó hiệu quả và các bác phải làm theo như vậy. Mô hình liềng mò bèo, mi chư lấy ngám mi rú Hà Giang, khuôn viết hợp tác xã nâng liên kết hệt kinh, long pa ở thúng ngân thu, cộp đới khái long hàng, mi hắc điều chuyến tối trang nghỉ hệt kinh, trong mang ngân thu ổn định hạ cân dân, mà nhằng có phân lân báo tiếng nửa mò lương Hà Giang.